lại là không học đây. Vì lý do tình hình dịch bệnh nên cô Ngọc và các bạn không thể gặp nhau rồi. Nhưng các bạn ở nhà cũng phải ăn uống thật đầy đủ chất nha. Các bạn ăn cơm với thịt cá, rau củ. Ngoài ra các bạn cần phải bổ sung thêm một số loại trái cây để tăng cường sức đề kháng bảo vệ cho chúng ta khỏi mùa Covid này nhé. Hôm nay cô Ngọc có mang đến cho các bạn một món trái cây tráng miệng vừa ngon vừa bổ mà còn dễ thực hiện nữa. Các bạn cùng đón xem đó là món ăn gì nha. Các bạn cùng đếm với cô Ngọc nào. 1, 2, 3, ta da. Hôm nay cô Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn làm món da ua trái cây nha. Để thực hiện được món tráng miệng này thì ở đây cô Ngọc có một số nguyên vật liệu như sau. Cô có một hũ sữa chua, cô có trái cây, đây là chuối cô đã thái ra hạt lựu rồi, một quả táo và một quả cam, một cái tô và một cái muỗng. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thực hiện. Đầu tiên, cô Ngọc sẽ cắt trái cây ra hình hạt lựu. Các bạn còn nhỏ nên nhờ ba mẹ hay anh chị để cắt hộ mình nhé. Tiếp theo, cô Ngọc dùng muỗng và múc các loại trái cây bỏ vào tô. Cô Ngọc múc một ít chuối nè. Tiếp theo, cô sẽ múc một ít táo bỏ vào tô. Và kế tiếp là cô sẽ múc một ít cam bỏ vào tô. Sau đó, cô Ngọc sẽ để sữa chua vào. Các bạn mở hộp sữa chua còn cẩn thận nhé. Bây giờ cô Ngọc sẽ trộn đảo đều thì sẽ thưởng thức món da ua trái cây này rồi. Cô Ngọc đã thực hiện xong món da ua trái cây. Cô Ngọc chúc các bạn thực hiện thành công món tráng miệng này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip sau nhé.